Chúng tôi là những biên tập viên của VinSchool TV. Các bạn ơi, chúng mình đang bước vào những ngày cuối cùng của năm học đầu tiên giờ mái trường VinSchool rồi đấy. Nhớ lại những ngày đầu tới lớp với biết bao bỡ ngỡ, trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Một năm học đã trôi qua và thầy trò trường VinSchool của chúng ta đã có với nhau rất nhiều những khoảng thời gian kỳ thú cùng với những dấu ấn khó quên. Vậy thì tại sao chúng mình không cùng mời bố mẹ, thầy cô và toàn thể các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc ấn tượng nhất trong năm đầu tiên đáng nhớ này nhỉ? Ngày 5 tháng 9, 2014, trường phổ thông liên cấp VinSchool đã tổ chức lễ khai giảng đầu tiên chào đón năm học mới 2014-2015 cho hơn 2.600 học sinh của trường. Nhiều sự kiện bất ngờ đã diễn ra vào ngày lịch sử này của hệ thống giáo dục VinSchool. Từ tiết mục múa độc đáo vươn ra thế giới đến kỷ lục tấm bản đồ Việt Nam lớn nhất do 2.600 học sinh cùng tạo nên, từ phát biểu tâm huyết của giáo sư Ngô Bảo Châu đến các học bổng tinh hoa được trao cho lứa học sinh đầu tiên xuất sắc nhất. Tất cả đã biến ngày khai giảng thành một thời khắc đáng nhớ, tạo cảm hứng và khát vọng mãnh liệt cho toàn thể giáo viên, học sinh của trường trong năm học đầu tiên. Tại VinSchool, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, chúng con được sáng tạo, chủ động và rất thích đến trường. Vậy vì sao các bạn lại thích đến trường như vậy nhỉ? Thưa cô, chúng con thấy những giờ học trên lớp rất là thú vị, nên cô có thể chia sẻ một chút về những phương pháp mới ở trường VinSchool được không ạ? Cảm ơn phóng viên nhỏ, câu hỏi của con rất thú vị. Với quan điểm mỗi bài học là một dấu ấn đẹp, khó phai, là hành trang cho các con khám phá thế giới, thì các thầy cô luôn coi mình là những phù thủy học đường để làm thay đổi không gian và hình thức học tập, tạo ra những trải nghiệm đầy mới mẻ, lý thú và hấp dẫn các con. Trong năm học vừa qua, chúng mình đã được trải qua rất nhiều phương pháp học tập mới và thu được rất nhiều thành tích. Và năm học 2014-2015 vừa kết thúc cũng là sự ghi dấu thành công của các con. Để các bạn học sinh của VinSchool có thể rèn cho mình thêm tính tự tin và thành công trong tương lai, toàn bộ hệ thống trường phổ thông liên cấp VinSchool đã triển khai chương trình The Leader in Me. Thưa cô có thể chia sẻ các hoạt động xoay quanh chương trình The Leader in Me trong trường tiểu học VinSchool được không ạ? Chương trình The Leader in Me thực sự đem lại niềm vui lớn cho thầy và trò trường tiểu học VinSchool nói riêng cũng như là trường phổ thông liên cấp VinSchool. Ở đây chúng tôi có những cái dự án lớn để cho trong chương trình này, ví dụ như là dự án Triệu Phú Văn Minh, giúp cho các con có ý thức rèn nền nếp kỷ luật, vinh danh những bạn có những hành vi lối sống đẹp. Chương trình dự án đọc không chỉ giúp các con có thêm cái niềm yêu thích với cả kỹ năng đọc, yêu thích ham đọc sách, mà các con còn từ đó khám phá ra những tri thức cũng như là viết lại những cách hiểu của mình. Và đặc biệt hơn đó là dự án học tập The Leader in Me với 7 thói quen đó đã giúp hỗ trợ cho các con có những phương pháp học tập mới, tự học. Ở sân chơi này thì các con đã được khám phá những tri thức mới, thi đua, học tập và thể hiện bản thân rất là nhiều. Các bạn có biết không, những học sinh VinSchool là những người rất ham học hỏi và một trong những bộ môn yêu thích của các bạn ấy là bộ môn tiếng Anh. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cô giáo rất xinh trong tổ tiếng Anh để tìm hiểu tại sao các bạn học sinh lại yêu thích bộ môn này như thế. What do you think when you teach VinSchool student in 1 year? I think it's been a fantastic year for me. So much has happened and the year has gone so quickly. We had everything from Teacher's Day to Women's Day. We had Halloween, Christmas and Spring Festival, Book Fair. It's been such an amazing year. What do you think about the student and their English? Over this past year, the English has changed so much and I've really noticed it, especially with the younger students. Now when I see them in the corridor, they stop and they speak to me and we have a conversation and we smile and we laugh. I couldn't be any more proud of my students. Chương trình tiếng Anh tại trường tiểu học VinSchool rất thú vị, bổ ích. Các bạn học sinh được chia lớp, học theo trình độ phù hợp. Các thầy cô nước ngoài hay Việt Nam đều rất tận tình và luôn tìm cách giảng bài hay nhất, gần gũi nhất với các bạn học sinh. Và trong năm vừa qua, các bạn học sinh VinSchool đã đạt được những thành tích rất đáng khen ngợi. Một giải nhì cấp thành phố và một giải khuyến khích cấp quốc gia kỳ thi Olympic tiếng Anh qua Internet, IOE, 5 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cấp quận, 4 giải khuyến khích cấp thành phố kỳ thi Olympic tiếng Anh, 1 giải nhì và 1 giải ba kỳ thi TOEFL Paris thành phố Hà Nội. Bên cạnh các kỳ thi, học sinh VinSchool đã được tham gia rất nhiều sân chơi bổ ích,
trong đó tiêu biểu có cuộc thi viết thư cho ông già Noel nhân dịp Noel 2014, cuộc thi đánh vần tiếng Anh Spelling Bee VinSchool đầu năm 2015. Tiếng Anh bởi vậy nên đã trở nên rất gần gũi và được yêu mến bởi tất cả các em học sinh VinSchool trong cuộc sống hàng ngày. Ở trường tiểu học VinSchool, các bạn học sinh còn được học rất nhiều bộ môn nghệ thuật đặc sắc và phong phú, từ các tiết học vẽ đầy màu sắc đến các tiết học nhạc thú vị, học múa, học nhảy. Chúng em đều rất yêu thích và say mê vui học. Chúng em còn được tham gia rất nhiều sự kiện mà thầy cô trong tổ nghệ thuật tổ chức. Và tuyệt vời nhất là dàn hợp xướng của chính học sinh VinSchool vừa mới đạt giải vàng bảng dân gian, giải triển vọng cuộc thi hợp xướng quốc tế Intercontour tại Hội An vừa qua, khiến học sinh VinSchool vô cùng tự hào và càng thêm yêu mến các bộ môn nghệ thuật của trường. Nếu như môn âm nhạc, các con có thể làm quen với rất là nhiều những cái loại nhạc cụ khác nhau. Bên cạnh đấy thì những cái chương trình tự chọn như là nhảy flash mob hay là những cái điệu múa dân gian đều được đưa vào trong chương trình chính khóa của môn âm nhạc. Các con có thể xem những cái video clip hòa mình vào trong tất cả những cái chương trình học đấy để phát triển kỹ năng bơi bàn tay và phát triển cái kỹ năng và những cái đầu óc tưởng tượng của mình. Tại VinSchool, giáo dục thể chất là một bộ môn đều được các bạn yêu thích và đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong năm học vừa qua. Chúng mình hãy cùng trò chuyện với thầy Xuân Tùng để có thể tìm hiểu thêm về bộ môn giáo dục thể chất này nhé. Thưa thầy, con thấy các bạn trường mình giành được rất nhiều giải thưởng thể dục thể thao, nên thầy có thể chia sẻ bí quyết làm sao cho trường mình giành được nhiều giải thế không ạ? Bí quyết của trường mình rất là đơn giản thôi, tại vì các bạn rất yêu thích các môn thể thao và trường mình thì có rất nhiều giờ học thể thao. Ngoài những giờ học chính khóa, các bạn còn được học thêm giờ học tăng cường thể thao, mà có rất là nhiều môn để cho các bạn lựa chọn, ví dụ như bóng đá, bóng rổ, dance sport, aerobic. Trong năm học vừa qua thì các bạn học sinh của trường VinSchool đã giành được rất nhiều giải thưởng mang vinh quang về cho nhà trường, ví dụ như giải nhất toàn đoàn môn bóng bàn, giải ba môn bóng đá cấp quận, giải ba môn bóng rổ nam cấp quận, giải nhì môn bóng rổ nữ cấp quận, giải ba môn điền kinh cấp quận. Sau một năm học, các bạn học sinh trường tiểu học VinSchool đã nỗ lực học tập, rèn luyện và đạt được những thành tích rất đáng tự hào trong các cuộc thi cấp quận và cấp thành phố. Chào bạn, bạn có cảm giác gì khi một năm đã học ở trường VinSchool? Tôi cảm thấy rất vui vì nhiều bạn bè chơi cùng và học ở một ngôi trường sạch sẽ và tinh tế như thế này. Khi mà ngày đầu tiên bước vào lớp thì tôi cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì là không biết là mình nên chơi với ai và các bạn là có giống như các bạn ở trường cũ không. Nhưng mà sau một thời gian làm quen thì tớ và các bạn đã làm quen với nhau và đã thân thiết như anh em một nhà. Sau một năm học tại VinSchool, mình cảm thấy mình trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều, thực hiện tốt mọi công việc và mình biết ưu tiên về quan trọng, cùng với hợp lực và làm việc với các bạn được tốt hơn. Cô ơi, cô có thể chia sẻ là sau khi cho em học trường này một năm, cô có thấy em có gì thay đổi không ạ? Hết một học kỳ thôi là cô đã cảm thấy yên tâm tuyệt đối khi mà gửi cánh thư học ở trường VinSchool. Và cô tin chắc rằng là cái môi trường học ở VinSchool sẽ giúp cho các con phát huy được tính chủ động này, là một môi trường rất là tốt để các con có thể trau dồi và phát triển những kỹ năng mềm, và đấy là một cái thứ vô cùng quan trọng để các con thành công sau này. Chú thấy như thế nào về những học sinh VinSchool và nhân viên cô giáo ở nơi đây? Chú cũng hay đến lớp của các bạn, thì cảm thấy các bạn rất là tự tin, gặp gỡ người lớn thì chào hỏi và rất là vui vẻ. Và ở trường thì khi được tiếp xúc với cả từ các cô đến cả ban giám hiệu thì mọi người đều rất là thân thiện, và chú cảm thấy đúng là VinSchool như là một cái ngôi trường rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều hoạt động, khiến cho các bạn có thể được lớn lên học tập ở đây và có thể tự thể hiện được hết những cái khả năng của mình và nuôi dưỡng những cái ước mơ của các bạn. Kết thúc năm học cũ, những học sinh VinSchool như tôi cảm thấy rất vui và muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bố mẹ và thầy cô vì đã đồng hành với chúng tôi trong suốt năm học vừa qua. Chắc chắn năm học mới, các học sinh VinSchool sẽ trở thành những học sinh không chỉ giỏi mà còn có tinh thần của một nhà lãnh đạo, có phong cách của một VinSchool đến từ trường tiểu học VinSchool năng động,